Mình xin chào tất cả mọi người đang xem video của mình nhé. Trong video này thì mình giới thiệu với lại anh em một cái mẫu hồ cá chép sư tử rất là dễ thương nha. Cá này của mình thì nuôi được tầm cỡ khoảng 4 tháng rồi anh em. Chiều dài hồ này của mình tầm cỡ khoảng 1m3, chiều ngang của mình là 60 và mực nước trong hồ mình đang để là 40 nha. Như vậy là mình tính ra hồ này của mình tầm cỡ khoảng 300. Trong thời gian gần đây thì có rất là nhiều anh chị em hỏi mình về cái mô hình hồ mini giống như vậy và nuôi cá ba đuôi, ranh chui với lại chép sư tử á. Thì trong video ngày hôm nay mình đã được sự đồng ý của em Tý ở tỉnh Phú Yên nha. Do là cái hệ thống lọc của mình đang trong cái quá trình mình nâng cấp lên nữa, nên là mọi người nếu mà ai quan tâm đến hệ thống lọc hồ của em Tý thì mọi người cứ để lại cái phần comment bên dưới nha. Sau tầm cỡ khoảng 1 tuần 10 ngày sau khi mà mình hoàn thiện lại cái hệ thống lọc hồ của mình á, thì mình sẽ chia sẻ full lên để cùng như là mọi người tham khảo xem coi là dưới những cái mẫu nó tầm cỡ khoảng 300 hoặc là 400 giống như của em Tý thì mình xài lọc gì và cái cách mình vận hành như thế nào, mà chất lượng nước trong hồ của mình nhìn rất là ok và cá của mình hầu như 100% rất là khỏe luôn nha. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á, thì có thể liên hệ với lại nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Thì cá chép sư tử này của mình để nó khỏe mạnh, nó phát triển tốt, đặc biệt là cái đuôi của nó, mọi người thấy chép sư tử thì cái đuôi của nó là cái giá trị cao nhất nha. Nếu mà mình nuôi một cái thời gian dài, cái đuôi của nó ra mà nó bị tưa, bị rách thì chứng tỏ rằng cái nguồn nước nè, cái môi trường sống của con cá nó không có được xử lý tốt. Thì cái điều quan trọng ở đây để cho con cá của mình nó khỏe mạnh, nó phát triển tốt thì anh em phải làm một cái hệ thống lọc thật là tốt nha. Thì bây giờ lọc như thế nào thì do mình đang trong cái quá trình nâng cấp, thì hẹn mọi người tầm cỡ khoảng 1 tuần hoặc là 10 ngày nữa thì mình sẽ lên full hệ thống lọc hồ của em Tý để cho mọi người tham khảo nha. You're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really